Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét có dây 2D đến từ hãng Honeywell, có model đó là 1470G. Thì đây là dòng máy quét được ứng dụng rất là nhiều và trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là trong bán lẻ, trong vận chuyển, trong kho bãi hoặc là trong sản xuất. Thì mọi người hãy cùng em khám phá. Khi mua máy thì các bạn sẽ nhận được một kiện hàng gồm đó là một máy và một chân lý đi kèm. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ra để xem bên trong máy còn có những gì nè. Đây thì các bạn có thể thấy đây là dây cáp USB, dây cáp USB của máy ha. Dây cáp này là cáp kết nối USB, thì một đầu USB nữa này là một đầu RJ45, dây cáp 5V nha mọi người. Đây, ngoài cái dòng cáp USB thì cái dòng máy của Honeywell mình có thể là trang bị đối với một số cái cổng kết nối khác nhau, đó là RS232 và RS455. Đây, bên trong đây là cái thân máy, còn nữa thì nhìn thấy thân máy. Đây, máy có màu xám, nhìn khá là lì lợm, mình cầm thử thì khá là vừa tay ha. Đấy, cò nhấn thì rất là tiện tay để mình nhấn cò được quét. Bên trong thì có một số sổ thông tin về cái máy đó. Đây, tiếp theo thì bên này là chân đế của máy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp chân đế cũng như là cách kết nối máy với lại máy chính. Thì đầu tiên là lắp chân đế cho mọi người. Đây mọi người có thể thấy là một phần riêng ha. Đây là cái chân đế của máy này. Đây thì mình làm cho đây. Rồi, đây mọi người có thể thấy đây là cái đi kèm. Cái này là để mình cố định phía phần dưới này lại để cho cái chân đế của mình cứng cáp chắc chắn hơn. Đây mọi người đặt dưới, sau đó là đây có con ốc này, mọi người vặn con ốc này nào. Vặn cố định vào thì mọi người lấy tô vít, mọi người có thể là siết cái này lại. Hiện tại giờ em đang siết bằng tay nha. Mọi người có thể sử dụng tô vít để mình siết lại cho nó chắc chắn. Đây, xong như vậy là lắp đặt cái chân đế xong, khá là dễ dàng ha. Mọi người thấy cái chân đế này mình có thể bẻ được nhé, bẻ nhiều hướng để như đó, bẻ được để cho mình theo cái hướng, cái góc nào mà mình quét cái tiền lớn nhất. Rồi tiếp theo thì để mình lắp đặt máy với lại máy tính, thì đây là cái dây cáp kết nối USB. Đấy, mọi người có thể gắn này, bên hông nha, cái đầu RJ45 sẽ kết nối với lại cái máy này. Đấy, mọi người gắn theo chiều đó, gắn luôn ngay tất cả là rồi đã cắm rồi. Giờ tiếp theo là cái đầu USB còn lại thì mình cắm vào máy tính. Đối với những dòng máy quét thì mình không cần thiết là phải cài driver hoặc là mình không cần thiết phải làm bất kỳ một chuyện gì cả. Cắm vào máy tính thì nó máy tính sẽ tự động nhận. Thì em mình đã chuẩn bị một số cái bảo mật ở đây, thì em sẽ tiến hành quá thử để cho mọi người xem về cái khả năng quét của cái dòng máy này. Nó đa dạng thêm nhiều cái loại code khác nhau. Đây là ví dụ như code 128. Mình nhận rất nhiều nhận. Đó, code A13 này, UPC này. Đây có cái mã vạch bị mờ đi, em được có thể cho mọi người xem. Đó, khá là này. Đây có cái mã vạch trước nhé, em sẽ cố tìm làm trước cái mã vạch này nhé mọi người. Lúc nào thu học cái mã vạch này và đọc quét cho mọi người xem. Này, mã vạch bị biến dạng bị trước rồi thì các bạn có thể thấy là nó quét rất là nhạy ha. Đó, đây là một số dòng máy quét, một số dòng mã code 1D thì mã 2D, đây mà QR code rồi data matrix rồi PDF 417 em thì có thử cho mọi người. Nó quét khá là nhạy đối với nhiều cái mã loại code khác nhau. Thì cùng thêm một số cái sản phẩm hoặc là thêm một số cái nhiều cái mình cũng có thể là sử dụng mình quét thì thấy khá là nhạt. Trên những cái bao bì sản phẩm có những cái mã vật thì mình quét thử cũng rất là tốt đó. Mọi người có thể thấy khả năng quét cầm tay của cái dòng máy này cầm khá là vừa tay, rất là chắc tay nha mọi người. Thì em cũng có cung cấp thêm một số thông tin, đầu tiên là về cái cổng kết nối như lúc nãy em có nói, đó là mình có thể là sử dụng nhiều đa dạng cái cổng kết nối khác nhau, một là cổng USB là cổng mặc định hoặc là mình có thể là
order còn RS232 hoặc là RS485 để mình sử dụng tùy theo cái chức năng của cái phần mềm và tùy theo cái yêu cầu của từng doanh nghiệp. Với lại thêm cái mà mình có thể thấy là máy có thể hoạt động tốt ở trong môi trường từ 0 đến 50 độ C, đó là môi trường hoạt động. Còn nếu mà cái môi trường lưu trữ thì nó cũng từ âm 40 đến 60 độ C đó, thì mình cũng có thể là hoạt động ở trong một số môi trường khá là ổn ha. Vâng, tiếp theo thì em sẽ chuyển sang cái đồ khi mà mình gác trên đế lên. Đó, mọi người thấy là lúc mà gác trên đế lên thì nó sẽ phát ra một cái vùng tia như vậy. Vùng tia này thì mục đích là để là nó sẽ tự động quét khi mà mình đưa vào bài vô. Đó, thì ví dụ như là em đưa một cái bảng vô. Đấy, mọi người thấy không? Nó quét này. Đưa vào bài vô. Nó sẽ tự động quét. Đó. Khá là nhanh đó mọi người. Lúc mà mình tính tiền ở các quầy ấy, thì mình có thể là sử dụng cái này, mình không cần phải bấm đây cả. Thì đây là mục đích của cái kênh đấy, đó mọi người, đó mọi người thấy đấy, nó quét vừa hai cái bảng mặt này, cái bảng mặt vừa trước này, nó mục được hết rồi. Mình đưa vô thì một cái bảng mặt trong một cái khoảng lúc mà mình đưa vô thì nó chỉ quét một lần. Nếu mà mọi người đưa vô bảo vật thứ hai thì nó mới quét nhé. Nếu mà em vẫn chưa biết là phần nào ở trong này thì nó chỉ quét một bảo vật đấy thôi. Nếu mà đưa vô cái cung hai cái thì nó sẽ quét hai cái. Nếu những cái sản phẩm có những bảo vật lúc mà mình ở quầy thanh toán, đưa vô đây, đưa vô phải đưa ra khỏi vùng của nó thì nó mới quét tiếp những cái sản phẩm đấy. Mọi người có thể thấy những cái sản phẩm bảo vật trên giấy xi bạc nhiều cái chất liệu khác nhau, rồi trên mặt hình cong cũng khá là nó có quét khá là tốt đấy. Quét rất là tốt. Cái dòng máy quét này nó quét rất là tốt, thành ra nó được ứng dụng khá là nhiều ở trong những cái cần nghề cũng như là những cái lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra thì nó cũng có thể là quét một số cái mã code ở trên cái màn hình điện thoại của mình. Thì một số cái mã QR code ở trên này thì mình cũng có thể là quét được. Mọi người có thể thấy là nó quét khá là nhạy. Hoặc là trên tablet hoặc là trên bất kỳ cái màn hình nào, thì tại vì là đây là dòng máy quét sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh nên thành ra là nó sẽ quét được những cái mã code 2D và trên màn hình điện thoại hoặc là những cái trên những cái màn hình khác nhau, trên những cái chất liệu khác nhau, nó cũng có thể là xử lý tốt. Như vậy là em và mọi người đã cùng khám phá về cái khả năng đọc của cái dòng máy quét của Honeywell có model đó là 1470G này. Thì mọi người có thể thấy đó là dòng máy quét này nó đọc khá là nhanh và đọc rất nhiều thêm rất nhiều chất liệu và cũng hầu như tất cả những cái loại bảo vật khác nhau 1D đến 2D, thì nó khá là xứng đáng để cho mình đầu tư để giải quyết được cái công việc của mình nhanh và tốt hơn. Thì để đặt mua nhanh chóng mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web www.bảovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể nhấn like và subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.